chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tân Miss Grand Tây Ban Nha 2022 bị át vía bởi Hoa hậu Thủy Tiên ngay trên sân nhà. Đẳng cấp là đây. Ngay giây phút trao sát, visual của Thủy Tiên và Tân Hoa hậu Hòa bình Tây Ban Nha 2022 bị so sánh kịch liệt. Sau khi làm mưa làm gió tại Miss Grand Thái Lan 2022, Hoa hậu Thủy Tiên tiếp tục bay đến Tây Ban Nha cùng Phó Chủ tịch Miss Grand International để trao sát cho Hoa hậu Hòa bình nước này. Qua các phần thi cam go, cuối cùng, Hirisley Jimenez chính thức trở thành người nắm giữ chiếc vương miện đắt giá mang tên Miss Grand Spain 2022. Giây phút Miss Grand Spain 2022, Hirisley Jimenez nhận sát từ Thủy Tiên. Dù cao hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn bị dung mạo của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bỏ xa cả khúc. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thủy Tiên khẳng định đẳng cấp của mình tại đấu trường quốc tế. Dù có là Miss Grand Pen hay Miss Grand Thái Lan 2022 thì đều bị nàng hậu chặt chém không từng tiếc nhờ nhan sắc đỉnh của chớp. Thủy Tiên với danh vị là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, cô nàng diện một chiếc đầm xanh lá trễ vai, bồng bềnh khoe xương quai xanh mảnh khảnh, cộng hưởng với phong một căng đầy chuẩn chỉnh, được lộ ra ngoài và chiếc eo bé tí săn chắc. Một bộ trang phục sẽ kém ấn tượng nếu không được sự trợ giúp của lớp makeup ăn tiền. Đáng nói hơn là layout trang điểm do chính Thủy Tiên tự họa. Lợi thế của gương mặt mình ra sao, nàng hậu khéo tay nhẫn nhá vừa vặn đến từng cm để tôn vinh hết mức nét đẹp của mình, khiến netizen tưởng đâu cô đã tìm được thợ trang điểm ruột sau nhiều lần bị hãm hại vì lời nguyền makeup. Hoa hậu Thủy Tiên làm cho quốc tế phải nể nang sắc vóc của người phụ nữ Việt. Mọi nơi cô đến đều tỏa sáng rực rỡ một góc trời. Mới đây, trên trang cá nhân cũng như trang chủ của Miss Grand International đã cập nhật những hình ảnh Full HD của Thủy Tiên tại đêm chung kết Miss Grand Thái Lan 2022. Nếu như khoảnh khắc thần thái ngời ngời khi được tìm qua đường ghi lại trước đó đã khiến người hâm mộ suýt xoa, thì trong loạt ảnh nét căng này, đẳng cấp nhan sắc của một hoa hậu quốc tế thêm một lần nữa được chứng minh. Với lối trang điểm quyến rũ, trang phục được cắt xẻ tinh tế, cộng vào đó là visual xinh xắn có, đã giúp Thủy Tiên trở nên cuốn hút và nóng bỏng. Đặc biệt, khi đứng giữa dàn mỹ nhân Thái Lan với nhiều bộ cánh sặc sỡ, Miss Grand International vẫn nổi bật theo cách của riêng mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.